Anh Trương sẽ là trưởng ban sinh hoạt. Tôi dùng chữ trưởng ban sinh hoạt tức là mang tính cộng đồng. Có nhiều anh Trương rất quen biết, có những cái liên hệ trong những sinh hoạt cộng đồng ở đây, về cả mặt truyền thanh, truyền hình, những sinh hoạt cộng đồng. Do đó công việc trong tương lai của anh Phó Tình Trương mang tính chất đối ngoại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, quốc gia nghệ tử chúng ta sẽ vươn ra và sẽ có một cái hướng mới. Chúng ta, như lời thầy Thọ nói, chúng ta sẽ làm cho các trường khác, các cộng đồng, các sinh hoạt bên ngoài biết được thêm về quốc gia nghệ tử. Đó là vai trò mới của anh Phó Tình Trương, trưởng ban sinh hoạt. Trong lời giới thiệu về ứng cử viên, tôi